Luật tội danh nghi phạm bắt cóc bé trai ở Hà Nội phải đối diện. Theo chuyên gia luật Nguyễn Đức Trung, nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị thuộc phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội đối diện với luật tội danh, mức án có thể lên tới tù chung thân. Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em ở quận Long Biên, Hà Nội, trưa ngày 15 tháng 8, trao đổi với lao động luật sư Hà Thị Khuyên, trưởng văn phòng luật sư Nhân Chính, phân tích hành vi của đối tượng cực kỳ hung hãn, manh động. Đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt và gây thương tích cho một đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, rất may mắn cháu bé đã được giải cứu thành công và không bị nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe. Hành vi này gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, có thể đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Qua diễn biến hành vi cho thấy đối tượng chắc chắn đã có sự theo dõi cháu bé và gia đình từ trước, lên kế hoạch bắt cóc nhằm yêu cầu gia đình phải giao số tiền lớn để chuộc nạn nhân. Hành vi xâm phạm một lúc hay khách thể được pháp luật bảo vệ là tính mạng, sức khỏe và tài sản của nạn nhân, gia đình nạn nhân. Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra đã khống chế bắt giữ đối tượng. Công an sẽ đấu tranh lấy lời khai của đối tượng nhằm làm rõ nhận thức, động cơ, mục đích tội phạm. Xem xét vụ án này có đồng phạm khác giúp sức hay không để tiến hành truy bắt. Ngoài ra, điều tra nguồn gốc khẩu súng, đối tượng mua ở đâu, mua của ai và loại súng gì. Trong vụ án này, đối tượng có thể phải đối mặt với hàng loạt tội danh. Cụ thể, hành vi bắt cóc bé để đòi tiền chuộc có dấu hiệu tội phạm bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 169 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tội phạm đồng thời xâm phạm hai khách thể trực tiếp, đó là quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu. Cụ thể là xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, quyền tự do thân thể, danh dự, nhân phẩm của công dân. Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý, mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Khi thực hiện bắt cóc, đối tượng gây áp lực đòi người bị hại giao tài sản để đổi lấy người bị bắt cóc làm con tin. Người phạm tội thực hiện việc gây sức ép về mặt tinh thần đối với người bị hại bằng việc đe dọa gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của con tin nhằm buộc người bị hại phải giao một số tài sản để đổi lấy sự an toàn về tính mạng, sức khỏe, kể cả nhân phẩm, tự do của người bị bắt cóc. Trong trường hợp này, đối với đối tượng sẽ phải đối diện với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Điều 52 Bộ Luật Hình sự. Luật phạm tội với người dưới 16 tuổi, số tiền chuộc đối tượng yêu cầu là 15 tỷ đồng. Nếu cơ quan tố tụng xem xét đây là tình tiết định khung tăng nặng theo quy định Điều A khoản 4 Điều 169 Bộ Luật Hình sự thì khung hình phạt đối tượng sẽ phải đối mặt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Ngoài ra, việc nổ súng về phía cảnh sát là hành vi rất nguy hiểm. Nếu nhận rõ của đối tượng là nổ súng với mục đích giết người, may mắn nam cảnh sát chỉ bị thương, đối tượng có thể phải đối mặt với tội giết người. Trường hợp phạm tội chưa đạt Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, nếu khẩu súng đối tượng dùng để chống trả cảnh sát là súng quân dụng hoặc tính năng tương tự thì đối tượng có thể bị xử phạt thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng Điều 304 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu bị điều tra, truy tố và xét xử nhiều tội danh thì tổng hợp hình phạt của đối tượng phải đối mặt rất nghiêm khắc.